Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những mẫu anh cả của dòng Mazda. Đó chính là chiếc SUV Mazda CX-8. Thì Mazda CX-8 này là phiên bản 2023 được Taco mang về tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng lên tới cho chúng ta là 4 phiên bản luôn. Trong đó sẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ bản Luxury cho đến bản Premium và đến bản Premium 2 cầu luôn nhé mọi người nhé. Ở trong bản 2 cầu thì chúng ta sẽ có một bản cấu hình là 6 chỗ và một bản cấu hình là 7 chỗ. Đây. Thì ở cái phiên bản mới 2023 này chúng ta được trang bị toàn bộ là một cái ngoại thất mới và hệ thống khoang nội thất cũng cực kỳ mới. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Mặt lưới tản nhiệt này. Đấy. Dạ vâng. Quá là đẹp luôn. Đấy. Thứ hai là hệ thống đèn này. Bi LED có chế độ cả ALH, tức là chế độ đèn tương tích thông minh ấy. Xe thì được trang bị cả camera 360 độ rồi. Hệ thống la răng là 19 inch, la răng Goshin Tai. Thì ở phiên bản hiện tại chúng ta đang xem đây là phiên bản Luxury. Từ bản Premium thì chúng ta sẽ có hệ thống la răng Goshin Tai phiên bản mới hơn. Thì tôi sẽ điểm qua chương trình giá bán của 3 và 4 bản, trong đó có một bản Premium là cao cấp 6S và 7S nhé. Thì ở bản Luxury chúng ta sẽ có giá ưu đãi trong cái thời điểm này lên tới 100% thuế trước bạ là 949 triệu cho bản Luxury. Ở bản Premium thì chúng ta đang được ưu đãi bây giờ chỉ còn lên là 1029 triệu thôi. Đấy. Và ở bản Premium 7 chỗ 2 cầu thì chúng ta có giá là 1 tỷ 119 và bản 6 chỗ tương ứng thì sẽ là 1 tỷ 129 triệu. Đấy. Thì ở các phiên bản bây giờ thì xe được trang bị đầy đủ các tính năng từ cửa sổ trời này, hệ thống loa Bose này. Đây, tôi sẽ đi vào bên trong cho mọi người có thể nhìn thấy nhé. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống da Nappa, sưởi ghế, sấy ghế, sấy vô lăng, sấy kính, hệ thống cửa sổ trời và hệ thống loa Bose. Đây, mọi người có thể nhìn này. Đấy. Bản Luxury cũng đã có loa Bose rồi và sưởi ghế, sấy ghế rồi. Đó. Thì ở bản Premium thì chúng ta sẽ có thêm một loạt các cái tính năng cao cấp của Mazda Active Sensing, gồm có cảnh báo điểm mù này, cảnh báo trạch làn đường này, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước và phanh thông minh trong thành phố phía sau nhé mọi người nhé. Đây, hai hàng ghế đều được chỉnh điện và đều được trang bị là hệ thống da Nappa rất là cao cấp luôn, trên những dòng xe sang như dòng Mercedes-Benz nhé. Ở hàng ghế thứ hai thì mọi người có thể nhìn thấy là phân khúc rất là rộng, rộng nhất trong tất cả phân khúc 7 chỗ luôn. Da Nappa rất là đẹp và sẽ được cả trang bị cả hệ thống rèm nữa cơ. Đây, mọi người có thể tháo rèm ra, tăng cái tính riêng tư. Đấy. Và đây là hàng ghế thứ ba nhé mọi người nhé. Tôi muốn kéo xuống cho mọi người nhìn qua hàng ghế thứ ba của xe nó rộng như nào. Rất là rộng luôn. Khoang ghế ngồi rất là thoải mái. Đấy. Ở đây, sau đây tôi sẽ ra phía đằng sau xe cho mọi người nhìn. Phiên bản tôi đang quay ở đây là phiên bản Luxury. Xe từ bản Luxury chúng ta đã được trang bị cả đá cốp rồi. Và cốp chỉnh điện có chống kẹt nhé mọi người nhé. Đây, ví dụ như mọi người có thể đá đây là xe cũng có thể nhận diện bảo cốp nhé. Đó. Tôi vừa đá cốp xong tôi lại ấn lên là xe nó nhận diện nó tắt luôn. Đấy. Thì cái khoang cốp này rất là rộng luôn. Với hàng ghế thứ ba này ngồi rất là thoải mái nha mọi người nhé. Đấy. Thì để biết thêm chi tiết và chương trình ưu đãi của cái dòng Mazda CX-8 này cho từng bản Luxury, bản Premium và bản Premium 1 cầu và 2 cầu thì mọi người hãy để lại thông tin chi tiết ở dưới đây. Chúng tôi sẽ gọi lại và hỗ trợ báo giá và chương trình khuyến mại cho mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn.